Chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã trở lại với Cadence Channel. Chào các bạn, hôm nay Cadence Channel trở lại để chia sẻ với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay là ngày 30 tháng 8 năm 2020. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Hôm nay nói về cái tin bạo loạn thì có một cái tin rất là tốt là bọn bạo loạn và những bọn hôi của có thể sẽ mất tiền trợ cấp thất nghiệp nếu mà cái luật mới có tên là Support Peaceful Protest Act được thông qua. Luật này chúng tôi tạm dịch là ủng hộ biểu tình một cách ôn hòa. Nếu mà cái luật mới này được thông qua thì những bọn bạo loạn hôi của nào bị bắt sẽ bị cúp tiền trợ cấp thất nghiệp. Chẳng những họ bị cúp tiền thất nghiệp mà họ còn phải đóng thêm tiền cho cảnh sát nữa. Tiền này sẽ được trả cho cơ quan cảnh sát vì họ đã tốn rất nhiều tiền để dẹp loạn. Luật này được viết bởi một đại biểu quốc hội có tên là Jim Banks. Theo lời nói của ông Jim Banks thì bọn côn đồ Antifa này đã tràn ngập khắp nơi để đốt phá hôi của, gây ra nhiều thiệt hại cho nước Mỹ và những nạn nhân của chúng. Họ đã biến những thành phố như là Seattle, Portland và Milwaukee thành những nơi chiến trường. Và bây giờ thì họ đã tiến tới thành phố Kenosha của tiểu bang Wisconsin. Vậy, cộng đồng nào sẽ là mục tiêu kế tiếp của họ? Theo lời phát biểu của ông Jim Banks, tiền cứu trợ của nước Mỹ không thể nào để cho bọn bạo loạn này ăn được tại vì họ chỉ có ở nhà và bạo loạn hôi của mà thôi. Mong rằng cái luật này sớm được thông qua để Mỹ không còn thiệt hại bởi những bọn hôi của và bạo loạn này nữa. Người ủng hộ Tổng thống Trump và nhóm biểu tình BLM đã đụng độ và một người chết. Một người đã bị bắn chết vào hôm 29 tháng 8 ở Portland, Oregon khi đoàn xe gồm những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump đụng độ với những người biểu tình Black Lives Matter. Theo AP, ba tiếng súng vang lên và nạn nhân có vẻ là một người đàn ông da trắng. Nạn nhân đội chiếc mũ mang phụ hiệu của Patriot Prayers là một nhóm cánh hữu thường xuyên xung đột với những người biểu tình ở Portland. Cảnh sát không tiết lộ thêm chi tiết và đã có mặt tại hiện trường để điều tra vào cuối ngày 29 tháng 8. Cảnh sát Portland đã nghe thấy tiếng súng từ khu vực đại lộ 3 Đông Nam và phố Tây Nam Elder. Cảnh sát đã phản ứng và tìm thấy nạn nhân có vết thương do súng bắn trên ngực. Cơ quan y tế đã xác định rằng nạn nhân đã qua đời và văn phòng cảnh sát Portland thông báo. Portland là nơi diễn ra biểu tình hàng đêm trong hơn 3 tháng trời. Nhiều cuộc biểu tình đã kết thúc bằng bạo lực và hàng trăm người biểu tình đã bị cơ quan thực thi pháp luật liên bang và địa phương bắt giữ từ cuối tháng 5. Đoàn xe của những người ủng hộ Tổng thống Trump đến trung tâm thành phố Portland đúng lúc có một cuộc biểu tình đang diễn ra và cảnh sát đã bắt giữ nhiều người trước khi tiếng súng vang lên. Họ khuyến cáo người dân nên tránh khu trung tâm thành phố. Đoàn xe trên đánh dấu ngày thứ ba liên tiếp những người ủng hộ Tổng thống Trump tập hợp tại thành phố này. Cảnh hỗn loạn đã diễn ra 2 ngày sau khi ông Trump gọi Portland là thành phố của phe tự do tràn ngập bạo lực trong bài phát biểu tại Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng Hòa. Người tổ chức đoàn xe tuần hành ủng hộ Tổng thống Trump nói trong video đăng trên Twitter vào chiều ngày 29 tháng 8 rằng những người tham dự chỉ nên mang theo vũ khí được giấu kín và tuyến đường họ đi qua sẽ được giữ bí mật để bảo đảm an toàn. Đoàn xe đã tập trung trước đó tại một trung tâm mua sắm ở ngoại ô và đi thành đoàn đến trung tâm của Portland. Khi họ đến đó thì những người biểu tình đã cố gắng ngăn cản họ bằng cách là đứng trên đường và chặn các cây cầu. Một số cuộc giao tranh lẻ tẻ đã xảy ra và các video từ hiện trường cho thấy những người ủng hộ Tổng thống Trump đã bắn đạn sơn vào phe còn lại và dùng bình xịt gấu khi những người phản đối ném đồ đạc vào đoàn xe. Vụ nổ súng này xảy ra ngay trước 21 giờ, vài giờ sau khi đoàn xe bắt đầu đến Portland. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì Tổng thống Donald Trump đã thị sát một cái vùng bị siêu bão Laura càn quét. Tổng thống Donald Trump hôm 29 tháng 8 đã đi đến những khu vực bị siêu bão Laura quét qua để thị sát thiệt hại và thể hiện mình là một nhà lãnh đạo biết cảm thông. Hai ngày sau khi cơn bão cấp độ 4 Laura đổ bộ vào khu vực duyên hải của vịnh Mexico, thì Tổng thống Donald Trump đã đến Louisiana và Texas để quan sát tình hình thiệt hại. Bão Laura có sức gió lên đến 240 km/h và làm nước dâng lên cao tới 4,5 m.
Cơn bão này đã làm đổ nhiều cây và hư hại đến các tòa nhà ở những tận bang xa nằm xa hơn về phía bắc như Arkansas. Hơn 580.000 cư dân ven biển đã phải di tản giữa đại dịch virus. Trong hơn 2 giờ ở thành phố Lake Charles, ông Trump đã gặp gỡ các quan chức và nhân viên cứu trợ, nhưng không gặp bất kỳ người dân nào bị mất nhà trong cơn bão. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã có được cái nhìn tổng thể về thiệt hại ở thành phố 80.000 dân này khi chiếc Air Force One chuẩn bị hạ cánh tại đây. Tổng thống Trump đã đi xem một khu phố bị thiệt hại với Thống đốc Louisiana John Bel Edwards và quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf. Ông Edwards nói Laura là cơn bão mạnh nhất quét qua tiểu bang này, vượt qua cả bão Katrina và cơn bão cấp 3 đổ bộ vào đây gần 15 năm trước. Tổng thống Donald Trump sau đó đã đi trực thăng đến Orange, Texas, nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất trong tiểu bang này. Hàng trăm người ủng hộ đã chào đón sự xuất hiện của ông Trump với cờ và biểu ngữ Trump 2020. Thống đốc Texas là Greg Abbott và Thượng nghị sĩ Ted Cruz cũng có mặt để đón Tổng thống. Ông Trump và các quan chức đã đến trung tâm chỉ huy khẩn cấp ở Orange để thảo luận về thiệt hại do bão và phản ứng của chính phủ. Một xà lan đã bị hư hỏng sau bão Laura ở Louisiana, và cơn bão đã gây ra mưa lớn và gió mạnh ở vùng duyên hải vịnh Mexico. Nhiều khu dân cư hầu như không thể ở được nữa. Và cơn bão đã khiến ít nhất là 16 người chết, nước rút đi và công tác dọn dẹp đã bắt đầu. Tuy nhiên, hàng trăm nghìn người không có điện và nước, và tình hình này có thể kéo dài trong vài tuần hoặc là vài tháng tới. Cơ quan y tế Louisiana ước tính rằng hơn 220.000 người không có nước sau cơn bão và hơn 600 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh không có điện ở Louisiana, Texas và Arkansas. Theo trang web của powerroutes.us, hàng nghìn người đã sơ tán khỏi khu vực duyên hải vịnh Mexico để tránh bão. Sau khi trở về thì họ đã phải đối mặt với những ngôi nhà không còn mái và đường phố thì ngập đầy rác thải. Laura là cơn bão thứ 7 đổ bộ vào Mỹ trong năm nay. Cơn bão này đã quét qua Mỹ sau khi khiến gần 20 người ở Haiti và Cộng hòa Dominica thiệt mạng. Bão Laura đã suy giảm thành áp thấp nhiệt đới và đang trôi về phía Bắc. Áp thấp nhiệt đới này đe dọa đem tới lũ lụt và lốc xoáy cho bang Tennessee. Các nhà khí tượng cảnh báo là áp thấp có thể mạnh lên thành bão nhiệt đới một lần nữa khi quay lại Đại Tây Dương vào cuối tuần này. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì quay video khỏa thân trên cầu thiêng của Ấn Độ, một cô gái người Pháp đã bị bắt. Một phụ nữ Pháp đã quay video khỏa thân trên cây cầu linh thiêng ở thành phố Rishikesh của Ấn Độ với mục đích được cho là quảng cáo để bán hàng online. Người phụ nữ 27 tuổi này hiện phải đối mặt với các cáo buộc theo luật Internet của Ấn Độ với mức án tối đa là 3 năm tù nếu bị kết tội. Cô đã bị bắt giam hôm 27 tháng 8 sau khi đăng đoạn phim quay cảnh mình trên Lakshman Jula, cây cầu bắc qua sông Hằng ở Ấn Độ. Cây cầu này nổi tiếng một phần nhờ nhóm nhạc The Beatles từ những năm 1960 và vẫn là điểm thu hút khách du lịch cũng như là những người tập yoga. Có thể ở nước Pháp thì điều này không bị coi là phản cảm, nhưng thành phố Rishikesh là một thánh địa và cây cầu Lakshman Jula là nơi các vị thần Hindu, Ram, anh trai Lakshman và vợ là Sita băng qua sông Hằng. Saklani, trưởng đồn cảnh sát nơi người phụ nữ bị bắt, nói với AFP. Cảnh sát đã xác định được người phụ nữ có tên là Mary Helen và cho biết là cô ở thành phố Rishikesh từ tháng 3, ngay trước khi lệnh phong tỏa vì virus Vũ Hán được áp dụng trên toàn Ấn Độ. Ông Saklani cho biết, cô ấy nói với chúng tôi rằng cô ấy bán dây chuyền hạt trên mạng và buổi chụp hình nhằm mục đích là quảng cáo cho doanh nghiệp của cô ấy. Ngoài đoạn video trên cầu thì người phụ nữ Pháp còn chụp ảnh khỏa thân trong một phòng của khách sạn, ông Saklani nói thêm. Cảnh sát được thông tin về vụ việc sau khi đoạn phim và hình ảnh của người phụ nữ này được đăng trên mạng xã hội. Sĩ quan Saklani cho biết cô gái 27 tuổi đã được tại ngoại và việc điều tra có thể mất vài tháng mới hoàn tất. Điện thoại di động của cô bị tịch thu
và để điều tra. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì một cụ ông 95 tuổi đã đạp xe 160.000 km. Đặt ra mục tiêu đạp xe là 160.000 cây số vào năm 1991, Bob Mettower đã hoàn thành vào tháng 8 này sau 28 năm kiên trì thực hiện. Vào những năm 1930, khi còn là thiếu niên ở Long Island thuộc New York của Mỹ, thì Bob Mettower đã chạy xe đạp giao hàng cho một người bán thịt địa phương. Lúc bấy giờ ông thường đạp xe tổng cộng khoảng là 80 cây số mỗi một ngày thứ bảy. Mettower là cựu chiến binh hải quân trong Thế chiến thứ hai. Ông cũng được biết đến với biệt danh là Bicycle Bob, tức là Bob xe đạp. Sau khi nghỉ hưu vào năm 1991, thì Bob đã đặt mục tiêu phải đạp xe là 100.000 dặm, tức là khoảng 160.000 km. Ông nói là tôi đã từng đi xe 32 km một ngày khi còn trẻ. Quãng đường đạp xe tiếp tục tăng lên. Vì vậy tôi đặt mục tiêu là 160.000 km. Gần đây thì tôi đi xe đạp hơn 14 cây số mỗi ngày vào buổi sáng. Sau khoảng 28 năm thực hiện mục tiêu của mình thì Bicycle Bob ở tuổi 95 đã băng qua vạch đích hồi đầu tháng 8 vừa qua. Trong 34 năm, Mettower định cư ở Santa Maria thuộc California của Mỹ. Những người hàng xóm cùng khu thường theo dõi các chuyến đi gần như hàng ngày của ông. Rất nhiều người xếp hàng trên đường để cổ vũ Bob trong ngày ông chính thức hoàn thành thử thách bản thân đặt ra. Suốt nhiều năm kể từ khi bắt đầu đạp xe thường xuyên thì Mettower chỉ sử dụng 3 chiếc xe đạp khác nhau. Chiếc xe đầu tiên đã không gắn bó với ông quá lâu, nhưng chiếc xe đạp thứ hai đã đi hơn 64.000 km. Bây giờ tôi đang sử dụng chiếc xe đạp thứ ba, nó vẫn còn rất tốt. Vấn đề duy nhất là người lái nó còn sống được bao lâu, người đàn ông 95 tuổi hài hước chia sẻ. Sự kiện kỷ niệm 160.000 km của Mettower được tổ chức bởi người hàng xóm cũng là người bạn tốt của ông là Jim Carpenter. Bob biết rằng một số người sống gần gia đình mình sẽ ra ngoài cổ vũ. Tuy nhiên, ông rất ngạc nhiên khi thấy truyền thông địa phương cũng kéo đến. Bữa tiệc chúc mừng Bob đã mang lại niềm vui cho khu phố giữa khoảng thời gian cô đơn vì đại dịch. Kể từ khi dịch viêm phổi Vũ Hán tấn công Mỹ vào đầu năm nay, thì Mettower đã không thể gặp gia đình con cái sống ở ngoài tiểu bang. Bốn cô con gái của ông sống ở Colorado, Rhode Island và Wisconsin vẫn liên lạc hàng ngày qua điện thoại. Mettower nói rằng ông dự định sẽ sớm tiếp tục đạp xe sau khi nghỉ ngơi một thời gian ngắn để chân trái lành lại. Đối với mục tiêu mới thì Bob Mettower nói với Insider, tôi sẽ 96 tuổi trong tháng tới, mục tiêu của tôi bây giờ chỉ là còn sống trong một thời gian nữa. Cũng trong tin tức của ngày hôm nay thì đội tàu cá khổng lồ của Trung Quốc đang vét cạn đại dương. Trong nhiều năm, không ai biết tại sao hàng chục chiếc tàu ma nát bươm cứ thỉnh thoảng lại dạt vào bờ biển Nhật Bản. Trên tàu người ta hay phát hiện xác của ngư dân Triều Tiên, thân thể gầy guộc vì thiếu đói, đến mức chỉ còn xương với da. Theo một phóng sự điều tra công bố gần đây trên đài NBC News, các nhà nghiên cứu hàng hải phân tích dữ liệu vệ tinh mới để đi đến một lời giải thích khả dĩ nhất. Trung Quốc đã cho đội tàu cá công nghiệp khổng lồ đánh bắt bất hợp pháp trong vùng biển Triều Tiên, làm giảm đến 70% ngư trường con mực từng một thời đầy ắp. Những ngư dân Triều Tiên trôi dạt vào Nhật Bản dường như là đã đi quá xa bờ để tìm mực trong vô vọng, vì thiếu ăn, thiếu trang bị đã dẫn đến cái chết của họ. Tàu Trung Quốc cào một tuần bằng dân địa phương đánh bắt cá cả năm. Năm ngoái thì hơn 700 tàu cá của Trung Quốc đã càn quét trái phép vùng biển Triều Tiên, trong khi nghị quyết của Liên Hiệp Quốc năm 2017 cấm Bình Nhưỡng bán quyền đánh bắt hải sản đổi lấy ngoại tệ sau hàng loạt vụ thử hạt nhân. Phát hiện mới đặt ra nhiều câu hỏi gai góc về hậu quả của việc Trung Quốc bành trướng hiện diện trên các đại dương và tham vọng chính trị của họ đằng sau hành động này. Trung Quốc không chỉ là nhà xuất khẩu hải sản lớn nhất thế giới, gần 1,4 tỷ dân nước này còn tiêu thụ đến hơn 1/3 lượng hải sản trên toàn cầu. Sau khi tận diệt sạch vùng biển gần nhà thì đội tội tàu Trung Quốc những năm gần đây tấn công vùng biển các nước khác,
bao gồm khu vực Tây Phi và Mỹ Latin, những nơi không có đủ nguồn lực cho hoạt động tuần tra biển. Chính phủ Trung Quốc nói đội tàu đánh bắt xa bờ của họ có 2.600 chiếc, nhưng nhiều nghiên cứu khác nhau, ví dụ của Tổ chức Viện Phát triển Hải ngoại ODI, Vương quốc Anh, ước tính con số ít nhất phải lên đến 17.000 tàu, trong đó phần lớn không được đăng ký và hoạt động lén lút như ở biển Triều Tiên. Hầu hết tàu cá xa bờ của Trung Quốc là cỡ lớn, lượng tôm cá một tàu cào vét một tuần có khi nhiều bằng một tàu cá Senegal hoặc Mexico đánh bắt trong cả năm. Đội tàu Trung Quốc không tự nhiên phát triển đến quy mô hiện nay. Bắc Kinh đã trợ cấp cho ngành công nghiệp này hàng tỷ nhân dân tệ mỗi năm. Tàu Trung Quốc có thể đi xa như vậy cũng nhờ khoản trợ cấp nhiên liệu vốn đã tăng gấp 10 lần từ năm 2006 đến năm 2011. Tất nhiên, Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất làm điều này. Các nước gồm có Nhật Bản, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Mỹ cũng trợ cấp khủng cho đội đầu tàu đánh cá bắt xa bờ. Và đây là nguyên nhân khiến lượng cá trong đại dương giảm nhanh chưa từng thấy. Riêng Trung Quốc, trong hơn một thập niên, chính phủ nước này đã giúp ngư dân đóng hàng loạt tàu vỏ thép hiện đại, kích thước lớn, thậm chí gửi cả tàu y tế đến các ngư trường để giúp tàu cá bám biển lâu hơn. Để xác định luồng cá, họ đã xài cả dữ liệu vệ tinh và tàu nghiên cứu. Trong bản kế hoạch 5 năm công bố vào năm 2017, chính phủ Trung Quốc kêu gọi đừng mở rộng đội tàu đánh bắt xa bờ, giữ con số dưới 3.000 đến năm 2021. Một số nhà nghiên cứu tin rằng Bắc Kinh quả thật mong muốn điều này, tuy nhiên họ làm được hay không lại là chuyện khác. Chơi kiểu bầy đàn. Bên cạnh nguồn lợi hải sản, đội tàu đánh cá Trung Quốc còn phục vụ cho mục đích tranh chấp chủ quyền của biển. Theo nghĩa này, ngư dân Trung Quốc hoạt động như một lực lượng bán quân sự, nhưng mọi hành động của họ, Bắc Kinh sẽ đổ thừa, chính quyền không liên can. Những gì Trung Quốc đang làm là chắp tay sau lưng, dùng cái bụng bự đẩy anh ra ngoài, thách anh dám tung đòn trước. Ông Hoàng Dinh, nhà nghiên cứu thuộc trường chính sách Lý Quang Diệu, ví von. Nhưng có lẽ không nơi nào trên thế giới mà tàu cá Trung Quốc nhiều như ở Biển Đông. Dưới lớp vỏ bọc dân sự kèm theo sự hộ tống của tàu hải sản có vũ trang. Vô số lần tàu đánh cá Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực xua đuổi tàu các nước khác, cho dù đó là vùng biển quốc tế hay biển không thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Các chuyên gia quân sự phương Tây ví tàu cá Trung Quốc như đội dân quân tiên phong, một lực lượng không đồng phục, không chuyên nghiệp, nằm ngoài mọi khuôn khổ của luật hàng hải quốc tế, luật đối đầu quân sự và các cơ chế đa phương nhằm ngăn đụng độ không an toàn trên biển. Còn nhớ hồi năm 2018, Trung Quốc đã bất thình lình điều hơn 90 tàu cá đến thả neo xung quanh đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, trong một động thái là thách thức sau khi Philippines tiến hành một số hoạt động nâng cấp hạ tầng ở đây. Các đoàn tàu cá của Trung Quốc xuất hiện ở mọi vùng biển tranh chấp khác, ví dụ như quần đảo Senkaku, điếu ngư ở biển Hoa Đông, tranh chấp với Nhật hồi tháng 3 năm 2016. Cảnh sát biển Argentina phải bắn chìm một tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng biển và còn cố ý tông vào tàu chấp pháp. Từ Đông Á đến Mỹ Latin, tàu cá Trung Quốc hành động ngày càng hung hăng và trắng trợn. Không khó để hình dung nguy cơ những va chạm dân sự kiểu này dẫn đến xung đột quân sự nếu vượt khỏi tầm kiểm soát một ngày nào đó. Như thế, để thấy cái giá của những món hải sản ngon lành trên bàn ăn đôi khi nhiều hơn số tiền hiển thị trên thực đơn. Đó là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn. Thôi chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe Kaden Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.